Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng trực tiếp vào 19 giờ hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay mùng 5 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nổ lớn tại khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh khiến hàng nghìn công nhân hoảng loạn. Phản ánh của khán giả Nguyễn Gia Tuấn, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội. Camera hành trình ghi lại cảnh xe buýt chạy lấn làn vượt đèn đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của khán giả Nguyễn Chí Dũng từ số điện thoại 0904 3 số cuối 857. Phạt lao động công ích 6 đối tượng quảng cáo vẽ bậy tại đường trên cao vành đai 3 Hà Nội. Phản ánh của khán giả Trần Hoàng Hà ở đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Xe tự chế dán phù hiệu thương binh gây náo loạn đường phố. Phản ánh của khán giả Nguyễn Xuân Quang ở đường Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội. Số điện thoại 098 3 số cuối 484. Lấn chiếm vỉa hè trước trụ sở cơ quan làm nơi đỗ xe. Phản ánh của khán giả Ngô Phương Thảo từ số điện thoại 0988 3 số cuối 627. Các trường mầm non trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đều không có nhà vệ sinh. Phản ánh của khán giả Lưu Quốc Chí từ số điện thoại 0979 3 số cuối 665. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, khoảng hơn 9 giờ sáng nay mùng 5 tháng 12, tại khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn. Ngọn lửa bao trùm cả một nhà máy trong khu công nghiệp khiến hàng nghìn công nhân náo loạn bởi khả năng nổ tiếp có thể xảy ra. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến một số hình ảnh được ghi lại tại hiện trường do khán giả Nguyễn Gia Tuấn, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội, số điện thoại 098 3 số cuối 580 đã gửi về chương trình. Sáng nay 5 tháng 12, một cột khói bốc lên nghi ngút kèm theo tiếng nổ lớn tại công ty ga An Dương thuộc khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ga nó cháy thì cứ nhỏ nó phụt. Ôi giời ơi. Sau khi khói lửa bốc lên khoảng 15 phút, những tiếng nổ lớn phát ra khiến chiếc bồn dung tích vài nghìn lít bắn văng xa 300 mét. Hàng trăm công nhân đang làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp Khai Sơn tháo chạy. Khu bình ga có lửa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động khẩn cấp 4 xe vòi rồng đến hiện trường. Những công nhân làm trong khu công nghiệp được các đơn vị chức năng hướng dẫn thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, đám cháy mới được khống chế. Anh Minh có thằng trong kia trên này chết, sống méo rồi. Không kịp rồi chạy. Khu đấy không có đâu. Khu bình ga không có người. Tại hiện trường, vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn khu chiết nạp ga. Mùi khí ga vẫn nồng nặc xung quanh khu vực nổ. Hàng trăm bình ga nằm chỏng chơ trong bán kính 100 mét. Một số bình ga bắn mạnh nằm trên nóc một công ty cách đó 50 mét. Bồn chứa khí hóa lỏng của cơ sở này bị nổ tung. Hai mảnh vỡ của bồn chứa văng xa cách gần 1 km. Một bồn chứa khác bị văng khỏi kệ đỡ bằng bê tông, vẫn bốc khói và bị cháy đen. Trong hiện trường vụ nổ, một chiếc xe bồn chở khí ga đã bị cháy rụi chỉ còn đống sắt. Khán giả Nguyễn Gia Tuấn cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay mùng 5 tháng 12 tại công ty ga An Dương thuộc khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Sau khi khói lửa bốc lên khoảng 15 phút, những tiếng nổ lớn phát ra khiến chiếc bồn dung tích vài nghìn lít bắn văng xa 300 mét. Hàng trăm công nhân đang làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp Khai Sơn tháo chạy. Cách hiện trường vụ nổ vài trăm mét, nhiều nhà dân bị vỡ cửa kính. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Gia Tuấn, thì vào thời điểm xảy ra vụ cháy nổ, anh đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội, nằm ngay bên cạnh công ty ga An Dương. Ngọn lửa bốc rất cao nên nhiều người dân xung quanh cũng như toàn bộ công nhân trong khu công nghiệp Khai Sơn đều nhìn thấy. Nhưng sau đó ít phút, một tiếng nổ kinh hoàng phát ra làm chấn động cả những khu vực xung quanh. Cách hiện trường vụ nổ hàng trăm mét, nhiều cửa kính nhà dân bị vỡ vụn, thậm chí những cửa cuốn bằng sắt cũng bị hư hại. Thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ nổ được xác định là nổ bình ga. Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ cũng khiến nhiều công nhân bị thương. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Vừa qua trên đoạn đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc xe buýt đã chạy lấn làn, vượt đèn đỏ và suýt đâm vào một chiếc xe máy đi ngược chiều. Toàn bộ sự việc đã bị camera hành trình của khán giả Nguyễn Chí Dũng từ số điện thoại 0904, 3 số cuối 857 ghi lại được. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đường Hai Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe buýt chạy tuyến Bến Thành - An Thới đang lao đi với tốc độ khá nhanh. Khi các phương tiện phía trước dừng lại đợi tín hiệu đèn, thì tài xế xe buýt đã đánh lái sang trái, lấn làn, suýt đâm vào các phương tiện đang chạy ngược chiều, rồi lao đi mất hút. Khán giả Nguyễn Chí Dũng cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 5 phút ngày 2 tháng 12 vừa qua. Trước khi chạy lấn làn, vượt đèn đỏ, chiếc xe buýt nêu trên đã liên tục vi phạm luật giao thông khi phóng nhanh vượt ẩu, chèn ép các xe chạy cùng chiều. Được biết, chiếc xe vi phạm nêu trên mang biển kiểm soát 53N5270 chạy tuyến Bến Thành - Thới An. Gửi ảnh đến chương trình, khán giả Nguyễn Chí Dũng mong muốn đây sẽ là bằng chứng để đơn vị chủ quản cũng như cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có thể tiến hành xử phạt đối với tài xế chiếc xe này. Thưa quý vị, vào chiều qua ngày 4 tháng 12, 6 đối tượng in số điện thoại di động tại tuyến đường trên cao Vành Đai 3 Hà Nội với mục đích quảng cáo trái phép đã bị Công an thành phố Hà Nội yêu cầu khắc phục hậu quả. Đây là nội dung phản ánh của khán giả Trần Hoàng Hà ở đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cách đây vài ngày, cảnh sát hình sự phục kích ở đường Vành Đai 3 Hà Nội bắt quả tang một số đối tượng đang có hành vi viết quảng cáo với nội dung sửa chữa bơm pháo ô tô xe máy. Chiều ngày 4 tháng 12 vừa qua, sau một ngày tạm giữ tại phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội để điều tra hành vi viết vẽ bậy với mục đích quảng cáo trái phép trên tuyến đường trên cao Vành Đai 3 Hà Nội, 6 thanh niên tự nguyện xin được lao động công ích để khắc phục hậu quả do mình đã gây ra trong suốt 2 tháng qua. Theo phản ánh của khán giả Trần Hoàng Hà, tại cơ quan công an, 6 đối tượng bị bắt về hành vi quảng cáo trái phép là Ngô Văn Văn, 20 tuổi, Vũ Đình Nghiệp, 29 tuổi, Vũ Gia Lâm, 32 tuổi, Vũ Văn Triều, 22 tuổi, Vũ Văn Viện, 24 tuổi, đều trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, và Phạm Văn Hiệu, 26 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội.
Tại cơ quan công an, 6 đối tượng trên khai nhận đã dùng sơn để viết số điện thoại di động của mình lên trên thành cầu vượt tại tuyến đường trên cao để quảng cáo, sửa chữa, bơm vào ô tô, xe máy. Tuy nhiên, cơ quan điều tra còn xác định, ngoài việc làm trên, 3 trong số 6 đối tượng này còn dựng biển sửa chữa ô tô ở vệ đường. Họ lập trạm sửa chữa lưu động gồm đầy đủ máy móc, thiết bị sửa chữa trên chiếc thùng xe vận tải nhỏ loại 500 kg. Khi gặp khách, họ thu mỗi vết vá với giá 250.000 đồng, thay lốp có khi lên đến 10 triệu đồng. Ngày 4 tháng 12, 6 đối tượng trên đã bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng về hành vi vi phạm về địa điểm, vị trí quảng cáo theo Nghị định 75 của Chính phủ. Ngoài ra, các đối tượng phải làm sạch những đoạn đường đã bị họ bôi bẩn do quảng cáo. Thưa quý vị, tình trạng quảng cáo sai quy định tại một số công trình giao thông công cộng hiện đang phổ biến ở nước ta và đã gây không ít bức xúc cho người dân. Với hành vi này, những ai vi phạm có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng theo Nghị định 75. Thưa quý vị, thời gian gần đây tại thủ đô Hà Nội lại tái diễn tình trạng các đối tượng lợi dụng danh nghĩa thương binh, dán phù hiệu thương binh lên xe ba bánh tự chế, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và khiến người dân bức xúc. Vào sáng nay ngày 5 tháng 12, khán giả Nguyễn Xuân Quang ở đường Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội, từ số điện thoại 098 3 số cuối 484 cũng đã tình cờ chứng kiến cảnh một chiếc xe dán phù hiệu thương binh chạy lạng lách, đánh võng trên phố. Không những vậy, chiếc xe này còn bật còi của các loại xe ưu tiên như cứu thương, cứu hỏa ngay trước cổng một bệnh viện lớn, gây náo loạn đường phố. Bức xúc với hành vi của chủ chiếc xe này, khán giả Nguyễn Xuân Quang đã quay lại clip và gửi về chương trình. Những hình ảnh này được khán giả Nguyễn Xuân Quang quay lại trên phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội, trước cổng Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Sau một hồi lạng lách đánh võng trên phố, tài xế chiếc xe này chọn vỉa hè làm nơi dừng đỗ. Tuy nhiên, những âm thanh từ chiếc còi của xe này làm nhiều người giật mình. Việc khiến nhiều người đi đường cùng những người xung quanh khá bức xúc. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Xuân Quang thì khoảng 10 giờ 30 sáng nay, trên đường đi làm, anh tình cờ chứng kiến cảnh một chiếc xe ba bánh dán logo thương binh phóng nhanh, lạng lách trên đường Tây Sơn, Hà Nội. Sau đó, tài xế chiếc xe này chọn vỉa hè đường Thái Thịnh trước cổng Bệnh viện Châm cứu Trung ương làm điểm dừng đỗ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, người lái xe lại cho bật còi hụ phát ra những âm thanh của các loại xe cứu hỏa, xe cảnh sát với âm lượng khá lớn và để liên tục trong khoảng 15 phút. Sự việc thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người đi đường, tuy nhiên đa phần mọi người đều có cảm giác khó chịu. Khán giả Nguyễn Xuân Quang cũng cho biết chiếc xe ba bánh trong clip vừa rồi có gắn logo thương binh, tuy nhiên người lái xe trông hoàn toàn khỏe mạnh. Bộ đồ quân đội cùng đôi ủng khiến người lái xe trông rất hầm hố, thậm chí ông ta còn tỏ ra thích thú khi thấy những ánh mắt khó chịu của người đi đường hay những người xung quanh khi phải chịu đựng những âm thanh khó chịu phát ra từ chiếc xe của mình. Thưa quý vị, những chiếc xe ba bánh hay còn gọi là xe thương binh được xem như phương tiện mưu sinh của một số thương binh, bệnh binh trước đây. Thế nhưng hiện nay, nhiều người đã lợi dụng phương thức mưu sinh này gây không ít những phiền toái cho người đi đường. Đa phần, những đối tượng này còn trẻ, khỏe và lợi dụng danh nghĩa thương binh, dán phù hiệu thương binh lên xe ba bánh tự chế, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Thưa quý vị, những quy định về việc cấm xe ba bánh hoạt động đã có hiệu lực từ lâu. Gửi clip đến chương trình, khán giả Nguyễn Xuân Quang rất mong các cơ quan chức năng cần có những biện pháp mạnh hơn trong việc đẩy lùi tình trạng loạn xe ba bánh tự chế, giả danh xe thương binh để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông vốn là nỗi bức xúc hiện nay ở Hà Nội. Khán giả Ngô Phương Thảo từ số điện thoại 0988 3 số cuối 627 cho biết, trong khi Hà Nội đang họp bàn giải quyết vấn nạn đỗ xe tràn lan trên vỉa hè lòng đường thì ngay cạnh trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, ô tô vẫn đỗ tràn trên phố cấm. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở nhiều cơ quan nhà nước. Đây là tấm ảnh được chụp tại phố Đinh Tiên Hoàng, trước tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Dù có biển cấm nhưng vẫn có nhiều xe biển xanh đỗ cả trên vỉa hè lẫn lòng đường. Phố Bà Triệu, trước cổng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ô tô cũng đỗ chật kín, phớt lờ biển cấm.
trước cửa rạp chuông vàng nhà hát cải lương tại 72 Hàng Bạc. Xe máy đỗ la liệt dưới lòng đường khiến người đi bộ không còn chỗ. Chỉ cách đó vài mét là trụ sở công an phường Hàng Bạc. Còn tấm ảnh này lại được chụp tại trụ sở công an phường Hàng Gai. Xe máy đỗ la liệt dưới lòng đường. Trên hàng loạt các tuyến phố khác của thủ đô như Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở, Hàng Cót, Hàng Mã cũng xảy ra tình trạng tương tự. Theo khán giả Ngô Phương Thảo thì sau khi có quy định không được trông giữ xe trên hơn 260 tuyến phố của Hà Nội thì tình trạng đỗ xe lộn xộn tạm lắng được một thời gian. Tuy nhiên thời gian gần đây nó lại bùng phát trở lại. Trên hàng loạt các tuyến phố được nhắc đến trong đoạn clip vừa rồi, có thể thấy từ ô tô đến xe máy đều đỗ la liệt ngay dưới lòng đường và trên cả vỉa hè bất chấp biển cấm. Điều này làm cản trở mất trật tự mỹ quan đô thị, gia tăng tai nạn giao thông. Theo khán giả Ngô Phương Thảo thì một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường ngày càng nghiêm trọng là do lực lượng thanh tra xử lý quá chậm và chưa nghiêm. Hiện lãnh đạo Sở Giao thông đề xuất thành lập nhóm chuyên tổ chức quản lý về trật tự hành lang giao thông, thanh tra giao thông thường xuyên tuần tra và thống kê cụ thể những trường hợp tái lấn chiếm ở các tuyến, đặc biệt tại các ngã tư để xử lý nghiêm. Hiện nay, hầu hết các trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đều đã xuống cấp và không có nhà vệ sinh, khiến sinh hoạt của giáo viên cũng như các em nhỏ trong trường gặp rất nhiều khó khăn. Khán giả Lưu Quốc Chí, trú tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, từ số điện thoại 0979, 3 số cuối 665 đã ghi lại được hình ảnh thực trạng nêu trên tại một số ngôi trường trên địa bàn huyện Hoài Ân. Đây là trường mầm non Du Tự trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Trường được xây cách đây khá lâu nên rêu phong phủ kín tấm biển ghi tên trường. Dù có hàng rào cách ly với bên ngoài nhưng đều đã rách nát. Ngay phía đầu hồi là một khu vực được quay gạch kín làm chỗ cho các em nhỏ đi vệ sinh. Giờ giải lao, hàng chục em nhỏ của trường Du Tự đều ra đây vệ sinh. Trường mầm non An Triều. Ngôi trường chỉ vỏn vẹn một căn nhà cấp 4, nằm giữa một khu đất trống. Trường không có tường bao, đặt giữa lối vào hai xóm. Giờ ra chơi, học sinh có thể vô tư chạy nhảy. Không thấy bóng dáng của bất kỳ khu vệ sinh nào. Trường mầm non đội 7 thôn An Hậu. Một vết nứt lớn dài chạy dọc khắp tường. Nhiều chỗ thể hiện rõ sự xuống cấp qua năm tháng. Còn đây là trường mầm non đội 5, thôn An Hậu, xã Ân Phong. Ngôi trường này đã được xây dựng hơn 20 năm nay. Cùng chung số phận với nhiều trường mầm non khác trên địa bàn huyện, trường mầm non đội 5 cũng không hề có tường bao, không có hàng rào ngăn cách và nhức nhối nhất vẫn là không có nhà vệ sinh.
Rồi con tên gì? Con tên Kiều. Hiện nay là trường con có nhà vệ sinh chưa? Dạ chưa. Con có muốn gì? Muốn nhà vệ sinh thì... Mỗi lần muốn đi vệ sinh thì các cháu đi ở đâu? Khán giả Lưu Quốc Chí cho biết, những clip trên được anh thực hiện tại thôn An Hậu, thôn An Triều, thuộc xã Ân Phong và thôn Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Đó chỉ là một trong số hàng chục trường mầm non chưa có nhà vệ sinh trên toàn địa bàn huyện Hoài Ân. Nhiều lần giáo viên tại các trường đã từng phản ánh vấn đề này lên các đơn vị chức năng của huyện, tuy nhiên đều không được giải quyết. Theo khán giả Lưu Quốc Chí, thì nhiều trường đã được xây dựng cách đây 10, thậm chí là 20 năm. Nhưng qua từng đó thời gian, các thế hệ học sinh vẫn phải sống chung với cảnh không có nhà vệ sinh. Trong thư gửi về chương trình, khán giả Lưu Quốc Chí chia sẻ. Phụ huynh học sinh thấy tôi đến quay clip để phản ánh lên các báo đài thì họ đều rất ủng hộ và nhiều người còn cho biết thêm. Họ đã gửi đơn kiến nghị và phản ánh nhiều lần lên các cấp, các đơn vị chức năng của huyện Hoài Ân, nhưng vẫn chưa có đơn vị nào quan tâm, đứng ra xử lý. Hầu hết, các trường mẫu giáo mầm non trên địa bàn huyện Hoài Ân đều chỉ xây dựng một phòng cho các em học sinh, không có công trình phụ, không có tường bao hay sân chơi, và đặc biệt là có trường đã xuống cấp trầm trọng. Các phòng học xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài đến cả chục mét. Hàng ngày, giáo viên lên lớp giảng dạy với tâm lý e ngại ngôi trường có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Còn các em nhỏ vì chưa biết gì nên vẫn vô tư đùa nghịch. Được biết, địa phương cũng đã lên kế hoạch xây dựng mới nhiều trường mầm non trên địa bàn. Khi thông tin này được công bố, nhiều thầy cô cũng như phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non rất vui mừng. Tuy nhiên đến nay, tất cả mới chỉ dừng lại ở mức dự án nằm trên giấy tờ. Trong khi đó, tại một vài địa phương khác của Bình Định được chọn làm chương trình nông thôn mới, thì trường mẫu giáo mầm non được đầu tư rất khang trang với đầy đủ nhà vệ sinh và các công trình trợ phụ. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Lưu Quốc Chí mong muốn các ban ngành có liên quan của Bình Định cần quan tâm và đầu tư đúng mức cơ sở hạ tầng của các cấp mầm non. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của khán giả cả nước đã gửi về cho chúng tôi qua đường dây nóng 0904-88-1414 và địa chỉ email gocnhinkhansa@vtc.vn. Thưa quý vị, trong những chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng trước đây, chúng tôi có đưa tin về hố tử thần xuất hiện trong vườn nhà anh Lê Văn Hòa, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình của khán giả Lê Vĩnh Quý. Đến hôm nay ngày 5 tháng 12, sau một thời gian theo dõi, hố tử thần trên đã được cơ quan chức năng vào cuộc khắc phục. Chính quyền xã Vạn Ninh đã hỗ trợ cho gia đình anh Hòa 12 triệu đồng trong việc san lấp hố tử thần. Cụ thể là mua vật liệu đá xây để lấp bằng khu vực sụt lún, trả lại mặt bằng và bình thường. Trước đó, vào ngày 31 tháng 10, trong vườn nhà anh Lê Văn Hòa, bỗng nhiên xuất hiện một hố tử thần có chiều rộng khoảng 18m², nút gọn một cây nhãn 5 năm tuổi. Đến ngày 16 tháng 11, nước trong hồ này xuất hiện hiện tượng kỳ lạ là đổi màu xanh, đặc quánh giống nước thải. Sáng ngày 18 tháng 11, hố nước này lại xuất hiện tiếng ung ục giống nước sôi, kèm theo đó là hiện tượng bọt nước nổi lên giữa hố và phun cao thành cột. Trong khi đó, từ nhà anh Hòa lại xuất hiện vết nứt nhỏ. Sau một thời gian xác minh nguyên nhân xuất hiện hố tử thần, cơ quan chức năng địa phương kết luận đây là hiện tượng caster bình thường. Do đây là vùng đá vôi nên việc tạo ra các hang động và sụt lún trong lòng đất là hiện tượng tự nhiên, vùng sụt lở không lớn. Trước sự cầu cứu của gia đình anh Lê Văn Hòa, chính quyền địa phương đã quyết định trích ngân sách để khắc phục hố tử thần này. Khán giả Phạm Quang Minh từ số điện thoại 0913, 3 số cuối 124 phản ánh. Các tuyến đường của thị trấn Xuân Trường, Nam Định đều bị các hố kinh doanh lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán hoặc xây dựng các nhà tôn chứa hàng hóa. Người đi bộ trong đó có rất nhiều học sinh buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Khán giả này kiến nghị cơ quan chức năng trên địa bàn cần sớm có biện pháp dẹp bỏ, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay.
Khoảng hơn 9 giờ sáng nay mùng 5 tháng 12, tại công ty ga An Dương thuộc khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn. Ngọn lửa bao trùm cả một nhà máy trong khu công nghiệp, khiến hàng nghìn công nhân náo loạn bởi khả năng nổ tiếp có thể xảy ra. Phản ánh của khán giả Nguyễn Gia Tuấn, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội, từ số điện thoại 098 và 3 số cuối là 580. Ngày 2 tháng 12 vừa qua, trên đoạn đường Hai Bà Trưng Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc xe buýt đã chạy lấn làn, vượt đèn đỏ và suýt đâm vào một chiếc xe máy đi ngược chiều. Toàn bộ sự việc đã bị camera hành trình của người đi đường ghi lại được. Phản ánh của khán giả Nguyễn Chí Dũng, từ số điện thoại 0904 và 3 số cuối là 857. Vào chiều ngày 4 tháng 12 vừa qua, 6 đối tượng in số điện thoại di động tại tuyến đường trên cao Vành Đai 3 Hà Nội với mục đích quảng cáo trái phép đã bị công an thành phố Hà Nội yêu cầu khắc phục hậu quả. Phản ánh của khán giả Trần Hoàng Hà ở đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Và sáng nay ngày 5 tháng 12, khán giả Nguyễn Xuân Quang ở đường Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội, số điện thoại 098 và 3 số cuối là 484, đã tình cờ chứng kiến cảnh một chiếc xe dán phù hiệu thương binh chạy lạng lách đánh võng trên phố. Không những vậy, chiếc xe này còn bật còi của các loại xe ưu tiên như cứu thương, cứu hỏa ngay trước cổng một bệnh viện lớn, gây náo loạn đường phố. Bức xúc với hành vi của chủ chiếc xe này, khán giả Nguyễn Xuân Quang quay lại clip và gửi về cho chương trình. Trong khi Hà Nội đang họp bàn cách giải quyết vấn nạn đỗ xe tràn lan trên vỉa hè lòng đường, thì ngay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, ô tô vẫn đỗ tràn trên phố cấm. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở nhiều cơ quan nhà nước. Phản ánh của khán giả Ngô Phương Thảo, từ số điện thoại 0988 và 3 số cuối là 627. Hiện nay, hầu hết các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đều đã xuống cấp và không có nhà vệ sinh, khiến sinh hoạt của giáo viên cũng như các em nhỏ trong trường gặp rất nhiều khó khăn. Phản ánh của khán giả Lưu Quốc Chí, từ số điện thoại 0979 và 3 số cuối là 665. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ gocnhinkhansa@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh, clip, chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.